Kính chào các bậc cha mẹ cùng quay lại với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Phương Khoa Nhi sẽ đồng hành với các bậc cha mẹ trong chủ đề trẻ bú bao nhiêu là đủ. Rất nhiều các bậc cha mẹ bày tỏ lo lắng với Phương Châu rằng bác sĩ ơi, con em bú bao nhiêu thì em mới biết là bú đủ hay không ạ? Nếu như mà ba mẹ mình cũng có cùng thắc mắc thì xin mời hãy theo dõi nội dung dưới đây để có câu trả lời nha. Đầu tiên chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối với những bé mà bú sữa mẹ đó thì chúng ta không cần phải đong đếm chính xác lượng sữa mà hãy cho bé bú theo nhu cầu. Thường trong tháng đầu sau sinh, trẻ sẽ cần bú mẹ ít nhất là 8 cữ một ngày. Ở những tháng sau thì thường là sẽ giảm dần. Một số bé đến khoảng 6 tháng thì sẽ không bú đêm nữa mà chỉ bú ngày thôi là đã đủ. Trường hợp thứ hai là đối với những trẻ bú sữa công thức thì chúng ta cần dựa trên cân nặng của trẻ để tính lượng sữa mà trẻ cần trong một ngày. Thông thường sẽ dao động trong khoảng 150 cho đến 200ml cho 1kg cân nặng. Sau đó chúng ta sẽ chia cho cái cữ bú trong ngày thường là 8 cho đến 12 cữ. Một số trẻ thì bé bú mỗi một cữ ít thôi thì chúng ta sẽ cần nhiều cữ hơn. Khi mà trẻ bú đủ thì trẻ sẽ ngủ ngoan, sẽ tiểu nhiều, thường là trên 6 lần cho một ngày. Và nước tiểu sẽ từ trắng trong cho đến vàng nhạt thôi. Và trẻ sẽ tăng cân đủ chuẩn tùy vào từng lứa tuổi. Một số trẻ thì có hiện tượng là trẻ ham ngủ mà quên bú. Thì đối với những trường hợp này, ba mẹ nên đánh thức trẻ dậy ít nhất là sau 3 giờ. Bằng cách là chúng ta có thể lau mặt, chúng ta có thể cởi dần quần áo của trẻ ra. Chúng ta nắn bóp tay chân, trò chuyện cùng với trẻ. Nếu như thấy thông tin này hữu ích thì ba mẹ có thể chia sẻ clip để nhiều người cùng biết hơn nữa. Nếu như ba mẹ có vấn đề thắc mắc hoặc là có vấn đề gì cần trao đổi thì có thể để lại bình luận bên dưới. Phương Châu xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu vào tuần sau.